Tối qua mình tới đây cũng là trễ rồi, mình đến cái khách sạn này thì nói chung là nhìn cũng được. Giá nó là 200 ngàn. Ở cái khu này hình như là những cái phòng mà một người đi như mình ấy là dễ có cái kiếm được phòng 200 ngàn. Dọc dọc ngoài đây đều thế vậy, nhưng mình ở khách sạn này. Mình check trên mạng thấy là mình tới thôi, nhưng mà khu đường này thì có nhiều lắm. Đây, cái phòng của mình như thế này. Đây, một cái giá 200 ngàn cho một phòng ở Nha Trang. Thế là tạm ổn, cũng không đòi hỏi gì hơn nữa. Làm chỗ để xe. Em ơi, nếu như mình đi ô tô thì có chỗ để không em nhỉ? Dạ, ô tô là mình để trước kia ạ. Trên đường nhận bình chính của Đức thì chẳng có cả đường để được hết, không có bị cấm gì. À, không bị cấm và cũng không mất phí và cũng an toàn thôi hả? Dạ, đúng rồi ạ. Có gì mình để bên đó. À, vậy là đi ô tô sẽ để ngoài dọc đường, trục chính, không mất phí. Nghe chủ ở đây nói là an toàn. Vậy là yên tâm ha. Mình bây giờ tiếp tục lên đường. Bây giờ mình đi ăn bún cá Nha Trang là chỗ nào em nhỉ? Chỗ nào à? Dạ, em có một số địa điểm ăn uống ở Nha Trang. Anh chỉ đọc mỗi bún cá thôi, hôm nay muốn review cái đó. Dạ, bún cá bên em có 3, 4, 6 địa điểm như này ạ. À, đây đây. Rồi, nhiều địa điểm quá, liên kết với bên em à? Dạ không, đây là những cái địa điểm. Bây giờ mình muốn ăn sáng một nhỉ? Bún cá Nha Trang là cái món đặc biệt ở Nha Trang. Đến Nha Trang phải ăn cái món gì của Nha Trang nhé. Thì nói là bạn dì Sắp Xuân đây nói là quán Cô Ba trên đường Hoa Thám. Bây giờ mình sẽ qua bên đó ăn sáng nha. Là bún cá Nha Trang có gì đặc biệt nha. Chào các bạn, hôm nay mình đang đứng ở chợ Đầm đây, đến trước chợ Đầm đi dạo một vòng ở chợ Đầm Nha Trang. Mình đang tìm một cái quán ở Nha Trang này xem nó có quán bún cá thì sẽ nổi tiếng Nha Trang. Bây giờ mình đi thì check ở trên đây thấy có cái quán Cô Ba gì đó, cách đây mấy trăm mét mình sẽ đi thử. Ở đây thì có cả những mấy quán như là quán Năm Beo này hay Cô Ba. Nhưng thấy quán Cô Ba có vẻ là gần hơn rồi, mình sẽ đi đến đó để ăn thử quả bún cá Nha Trang nhá. Đây, chợ Đầm, trung tâm thương mại. Có nhiều cổng lắm. Cái bãi gửi xe máy bên này. Mình không vào chợ Nha Trang mà đi tìm đúng cái món bún cá ăn sáng thôi. Đây thì có nhiều quán bún cá lắm ở quanh chợ này, nhưng mà mình cứ tìm đến cái địa điểm mà mình muốn thôi. Chuyến này mình đi mình phải quên cái nón, nên là ghé vào chợ Đầm Nha Trang này tìm đúng cái nón mình tính mua. À, cái này có cái màu gì nó lạt hơn cái này không nhỉ? Ở đây cái nón này, ở cái mũ vằn đây hả? Ờ, cái này mà nó không cần cái chữ này đúng không biết. Dạ, có đầy đủ. Cái này bao nhiêu một cái nhỉ? Chúng mua loại thường thì 30 ngàn. À, còn loại tốt thì 40 ngàn. Như loại này là thường hay tốt đây? Dạ, thường chứ. À, rồi thế còn như cái này? Cái này là cái đó hả? Cái này 30, cái đó 40. À, cái này 40. Rồi, cũng được nha. Mua một cái đầy đội thôi. 30 với 40. À, sẽ lấy cái này cũng được, nhìn cái này nó nhẹ nhẹ hơn. Đây là cái đồ vừa lắm. Chắc là vừa thôi, tại mình hay đội cái nón này.
Về đến chợ Đầm Nha Trang này mua được cái nón này là 40.000. Nhưng mà trong khi đó mua Sài Gòn nó lên 70.000. Vừa đấy. Đây cũng đẹp rồi. 40.000. Rất là rẻ. Đây, cái tiệm nón Hạnh này mình thấy rẻ không ngờ luôn nhá. Mình mua Sài Gòn những cái này toàn mua 70-80 ngàn thôi, đến đây mua 40, rồi có loại 30 nữa không. À, ở cái chợ du lịch này mà rẻ. Thế cái cô nói là sẽ bán cho với cái giá xỉ. Sau một hồi mình tìm đường ở trên mạng rồi cũng tới được cái quán bún cá cô Dung này. À, địa chỉ đây là cái gì cô Dung nhỉ? À, địa chỉ 66 Trần Quý Cáp. À, 66 Trần Quý Cáp. Trần Quý Cáp. Đây, mình đến ăn một tô bún đầy đủ ở đây. Thì trên mạng thấy đánh giá chỗ này rất là cao. Đấy được 468 này. Mình cũng đi lòng vòng vòng với từ chợ Đầm mò qua đây để ăn bằng được cái bún cô Dung. Lúc đầu mình định ăn bún cá cô Ba, nhưng mà check trên mạng này thấy là bún cá cô Dung gần hơn và nhiều sao hơn nên mình tạt qua thử nhé. Đây là món bún cá của cô Dung. Đã đến Nha Trang là phải ăn bún cá mới đúng bài. Đây, trước tiên nhìn này, nước rất là trong này. À, trước tiên là nhìn có một cái dĩa rau này là mình thấy là rất là ưng rồi, rau sạch cắt gọn. Ở đây thì hay ăn rau cắt sắp nhỏ như thế này. Còn tô bún cá như này là full. Cái này là một tô này là bao nhiêu ạ? 55. Rồi tô đầy đủ này 55. Mình thấy là tô bình đầy đủ. Cái này là sứa này. Ờ, sứa. Còn cái này bao tử cá. Chả. Rồi, ok. Mà các bạn hình như rau này là mình cho vào trong bún rồi luôn thôi. Thôi kệ, ai muốn ăn kiểu gì cũng được, nhưng mình ăn theo kiểu này đặc trưng. Thì có một cái gì ở đây có cả mắm tôm. Mình không thích ăn mắm tôm thì ăn mắm thường. Mình thưởng thức món sứa này trước nha. Mời các bạn. Món sứa đây rất là giòn, cứng giòn. Đây cái phần gì của con sứa đây, nhưng mà nó nhiều cái chân chân này, ăn cứng giòn lắm nhá. Mấy miếng rồi, ăn thêm miếng nữa. Bún ở đây thì bún chả cá là 30.000, bánh canh cũng vậy, nhưng mà món mà full ấy thì là 55.000. Cái ưu điểm đầu tiên mình thấy là rau rất là nhiều. Rau ngon, sạch. Món ăn ngon lắm. Cái nước này nó trong thôi, nhưng mà ăn nó đậm đà. Nhìn nó trong mắt lắm, không biết nấu bằng cách nào. Là mình không chuyên sâu vào kỹ thuật, mình chỉ chuyên sâu vào ăn thôi. Giờ mới thưởng thức cái chính của chả cá này. Ngon. Lại sứa nữa. Mình đã ăn xong. Hôm nay ăn một bữa ăn ngon, mình không bàn đến giá. Mình chỉ bàn đến chất lượng. Thì cơ bản là món ăn này rất là ngon, đúng với những cái tiêu chí đánh giá trên mạng. Full topping, rau sạch, ngon, rẻ. Vậy rau, mình ăn hết, gần hết đĩa rau này, không có bị thắc mắc có ai cười mình không. Nhưng mình ăn gần hết, kể ra cố thì cũng muốn ăn hết nhưng mà no. Cơ bản là ngon. Trong lúc đang ăn thì có một anh
đây, dân ở đây, người ở đây mời mình đi uống cà phê. Anh Sơn Nguyễn Phước thì có coi được cái video của mình trên mạng nên là mời mình đi cà phê, thì rất cảm ơn anh. Bây giờ mình sẽ đến chỗ đó, anh chỉ đường đây rồi. Cách khoảng bao nhiêu nhỉ? Có mấy phút thôi, 5 phút, một cây số 8. Thì bây giờ tạm biệt rồi. Bún cá cô Dung này, sẽ đi qua đó uống cà phê với anh Sơn Nguyễn. Đây, đi phượt bụi này như thế là hạnh phúc. Hôm qua thì đến Mỹ Ca thì được anh em của câu lạc bộ Honda 67 tiếp đón rất là nhiệt tình, nhưng mà mình không ở lại để ăn nhậu được, mình lại tiếp tục lên đường. Hôm nay thì đến đây, đến Nha Trang này lại gặp anh Sơn Nguyễn Phước, thì mình không biết là trên đây lát nữa mới đến với ông mới biết rõ được tên anh. Bây giờ mình sẽ tạm biệt quán bún cá này, lên đường ha. Hẹn gặp lại các bạn ở quán cà phê. Đây, anh bạn mời mình vào đây uống cà phê. Đây cũng lần đầu tiên mình đi đến chỗ này. Nhìn ra cảng rất là đẹp, đường vào cũng đẹp. Bên này là chạy xe máy, còn bên kia là ô tô. Rồi, sắp đến rồi. Nơi đây là anh mời mình tới cái khu này uống cà phê. Xin chào. Biết nhau trên mạng. Bên ngoài mình tên là gì nhỉ? Mình tên Sơn. Sơn. Mình dùng cái Zalo là Phước Sơn á. Rồi cái số này á là mình mới lấy thêm, mình mình đang thấy nó thực sự là mình mấy năm trước rồi mình đi làm và bây giờ mình mới chuyển sang nghĩ bảo là mình đi chơi. Muốn đi chơi thì mình lấy thêm một cái điện thoại nữa để mình kết nối lỡ cái điện thoại này có gì thì trục trặc mình sang điện thoại khác. Thế thành ra đến lúc mình cứ hay tiện tay là mình bấm bằng cái số điện thoại phụ. Thành ra nhiều khi nó lên cái tên đấy. Còn thành ra mình lúc mình đưa cho cái số Zalo là chính chủ của mình. Đây là hạnh phúc của những người đi phượt, bạn bè gặp trên đường phượt thôi. Đây là gặp trên mạng thôi. Hữu duyên là gặp nhau ở đây, đó là cái điều hạnh phúc này. View đây đẹp quá ha. Rồi mình đã vào cái khu này ngồi uống cà phê với anh Sơn xong, bây giờ mình tiếp tục lên đường nhá. Đấy là một cái vui rất là bất tận của những người đi làm như mình. Rất là vui, vui lắm đấy, khi trên đường đi gặp những người mời cà phê, cà pháo để giao lưu. Bây giờ sẽ thẳng hướng ra ngoài Phú Yên. Rồi bây giờ mình sẽ tạm biệt Nha Trang nha, mình sẽ đi thẳng hướng ra Phú Yên, Tuy Hòa đó. Nha Trang rất là đẹp, rất là vui khi mà có được anh bạn mới quen rủ đi uống cà phê, một điều hạnh phúc. Rồi bây giờ lên đường. Trên kia có một cái tháp chàm này mà hôm nay mình không lên.
hẹn lần khác lên nhá. Chào các bạn, đặc biệt về phía nam này đó, có cái đặc biệt là cứ một khúc ở trên quốc lộ 1 này, cái quán cà phê Võng 3 số 5 này, hướng từ Sài Gòn về ra phía Bắc đó, rất là sạch sẽ, giá cả phải chăng. Mình vừa vào ở đây hài lòng, dịch vụ tốt mà giá rẻ lắm. Và bây giờ mình tiếp tục lên đường các bạn nhé. Rất sạch sẽ. Giờ mình đã đến hầm Cổ Mã rồi này, thì không có được đi vào đường hầm đâu, phải leo đèo. Như đèo Hải Vân ấy, hầm Hải Vân thì còn có xe trung chuyển, còn cái đường này là không có đâu. Mình phải leo không, nhưng mình cũng rất là thích được leo đèo mà. Mục đích đi là đỡ leo tất cả các đèo. Cũng rất nhiều xe đi đường đèo này nhá, ô tô đi đường đèo, không đi qua hầm. Đây, xe ô tô cũng đi này, không qua hầm này. Đường khá đẹp. Thường những phí qua những cái đường hầm này rất là cao. Thế nhiều người mà xe nhẹ họ không có đi, họ đi đường đèo cho nó tiết kiệm. Hai bên đường đang gắn những cái thành trấn này, rất là cao này. Đây, leo đèo đây nhưng mà view cái biển rất là đẹp này. Xe mình để số 4 vẫn leo bình thường, vẫn còn khỏe. Nhìn dọc sang phía bên kia kìa, có cái bãi cát kìa. Ồ, đẹp quá luôn. Lúc nãy mình đi qua cái hầm thứ nhất kia, mình bảo không biết nó có cái chỗ nào để xuống, nhưng mà xuống đây sẽ có đường xuống. Trong đây có cái vịnh này, rất là nhiều tàu đổ lại. Còn nhìn sang phía bên kia, một cái dải cát dài, rất là dài luôn, chạy vắt sang bên kia. Chắc là bữa nào phải đi xuống đó thôi.
Lúc này có cái đường, đường chạy xuống đó, ra phía đó là mười mấy cây gì đó. Rồi hẹn dịp sau. Bây giờ tiếp tục đi đường này. Đây là những xe bồn này không được đi đường hầm, phải đi đường đèo này. Đậu lại đây rửa xe nữa. Ủa, có đàn dê. Cái này có khá nhiều xe đi đường đèo, nhưng không ít như là bên đèo Hải Vân. Xa xa dưới kia mình nhìn này, có mấy người đang ngồi câu cá ở cái mỏ đá cơ, mà không biết họ xuống bằng cách nào á. Mình thích xuống đó quá. Này không phải dân địa phương không biết đường xuống. Mà xuống giờ này thì cũng tối. Đây đường bên này có đàn bò đi ra đây luôn. Quẹo gấp một cái sang bên kia. Đường ngay phía bên kia thôi nhá, mà đi rất là dài mới quẹo được sang.
Cái này khi mà làm cái cầu qua thì gần. Đây đến khúc cua này nè. Cua gấp một cái sang bên đó đường. Cầu Suối Lớn, trước đây là cái gì đây? Khu du lịch à? Như thế bắt có chỗ gửi xe. Chắc là khu du lịch. Đấy, đi vòng một khúc xa mới sang bên kia được. Đấy, bên đó đường rồi. Từ đây mà làm cái cầu qua là rất là gần ha. Đường này cua quẹo nhiều. Chắc sắp xuống tới chân rồi. Đúng rồi. Sắp hết. Phía bên này có một cánh đồng sen luôn, toàn là sen, rộng mênh mông. Còn bên đó là đường dây xe lửa đấy, nếu ai đi xe lửa sẽ đi qua đường này. Một cánh đồng sen này nước nó hơi cạn cạn mà nhiều sen quá, nhìn thấy hoa luôn, nhiều lắm. Mênh mông luôn, có bên xa như thế này nhìn không, qua máy này thì không rõ, nhưng mình nhìn bằng mắt thường thì thấy. Tuy Hòa kính chào quý khách. Chào các bạn nha, bây giờ là 6 giờ thì mình đã đến Phú Yên, là chân đèo Cù Mông rồi này. Thì ở chân đèo Cù Mông này nổi tiếng với lại các quán cơm của xe tải, quán cơm gà. Dọc đây rất là nhiều quán. Hôm nay mình sẽ ghé lại đây ăn cơm gà để chia sẻ với các bạn. Ở trong đây, nếu như mà cứ mình cứ thấy chỗ nào là lắm xe tải đậu là mình vào. Thì hôm nay mình đến đây có cái quán này là quán cơm gà Quy. Thì là có nhiều xe tải đây, mình ghé vào. Thì mình sẽ vào ăn cơm gà ở chân đèo Cù Mông này chia sẻ với các bạn. Theo như kinh nghiệm của mấy bác tài truyền lại là cứ quán nào mà đông xe đậu là vào ăn là ngon. Thì mình đến đây cũng kinh nghiệm đó, rồi thấy xe đông là đi vào. Thì nói cho mình đi một mình thì chủ quán nói là nên tham gia gợi ý cho mình là ăn một nửa con gà là giá là 101, thì chị sẽ làm cho vài món, thì không biết làm vài món gì, mình cứ thấy ngon là ăn thôi. Thì bếp này là bếp mở nha, thoải mái, khách có thể vào coi làm. Là nửa con gà thì chị làm những món gì nhỉ? Dạ, đây là luộc cho ăn ít rồi sáu. À, luộc một ít và sáo một ít. Có món canh không? Dạ có canh với rau luộc. À, có canh rau luộc. Vậy là một suất đó là 101. Nếu mình đi một mình. Thế còn đi hai người thì sao? Thì hai người cũng vậy ăn, hai người làm con á. Hai người làm con. Dạ. À. Thế mà mọi khi có những cái quán nào đó là hình như là xuồng một suất xe tải thì là 80 ngàn một phần mà hả? 80 ngàn là người ta làm một con và ba người ăn. À, một con ba người ăn. Ok. À, một con ba người ăn. Thế ví dụ như hai người đi một xe như là ăn nửa con có được không? À, hai người nửa con cũng được. Rồi. Rồi. Thế cứ ok, nếu bữa nào mà mình đi cùng với ai đó hai người ăn một suất, ăn một nửa con cũng được nha. Thì giá nó giá thành nó rẻ hơn. Rồi, đây để mình ra ngoài mình đợi suất của mình nhá. Bây giờ phần cơm gà của mình đã được ra rồi này. Thì mình cảm nhận là một mình như này là nhiều quá.
101 cho một phần như này, gồm có rau luộc, canh mướp, gà luộc, gà xào hay gà gì đó, ở đây gọi là gà sáo, rau sống rồi cơm, đồ ăn đồ chấm. Thế cái này như mình nghĩ là khoảng 2 người là vừa, cái một mình ăn chắc không hết, mà những người ăn khỏe thì chắc là hết. Thì đó là nổi tiếng của cái quán cơm của cái khu vực cơm gà Phú Yên này, đèo Cù Mông này. Ở bên Bình Định cũng có. Thì thỉnh thoảng mình cũng hay qua đây ăn, lâu lâu mới quay lại đây ăn ha. Đây một cái mâm thịnh soạn cho mình như thế, không biết ăn được bao nhiêu, có hết không. Đây thì nhiều xe thành hơi ồn, nói phải lớn mới vào được. Mình đi cắm mic vào nó khó. Cái mic này là cho máy khác. Rồi, mời các bạn dùng cơm với mình nha. Ăn cái món gà sáo này trước. Gà rất là ngon. Nếu như mà bình thường gà đấy, cái phần lợn đấy là cái phần mà không ngon nhất, nhưng mà cái lợn này nó dai tức là gà ngon rồi. Một cái đùi lớn thế này, nửa con mà. Nhưng mà chị chủ quán nói là hai người ăn một nửa con cũng được. Thì mình nghĩ hai người là ăn là vừa. Cái một người, những người ăn khỏe thì hết, người mình ăn thì không hết được. Mời các bạn. Lòng nó canh bước.
cơm ở đèo Cù Mông này nổi tiếng là vậy. Hồi lúc trước có là mình ăn ở bên Bình Định, quán đầu kia của đèo, thì họ sẽ tính, nếu mà quán không còn dần lại, họ sẽ tính là xe tải khác và xe du lịch khác nhá, và họ tính giá khác liền, chênh lệch nhau. Hôm đó mình ăn là chênh lệch tới 50.000, mình có bóc phốt đưa lên rồi, nhiều người chắc cũng né, nó là du lịch. Hôm nay ăn ở quán này thì rất là ổn. Mình nhớ là đèo Cù Mông phía bên Phú Yên đó. Mình đã cố gắng ăn uống hết khả năng rồi đấy. Ăn thật sự là nhiệt tình. Mà lâu lắm rồi mình chưa ăn no như thế này. Bây giờ còn dư lại nè. Những cái đồ mà nước nước thì mình ăn hết, còn dư lại cánh một cái phần lớn của cái đùi. Bây giờ không ăn được nữa, mình sẽ gói mang đi để ngày mai sáng ăn. Cái tối nay no quá rồi cũng không ăn được nữa. Này đúng là cơm gà đèo Cù Mông rất là rẻ, hợp lý, mình cho là hợp lý. Chứ còn không biết thì tùy các bạn. Thôi bây giờ mình gói cái chỗ này, tiếp tục lên đường ha. Đi sớm thì không thì nó trễ quá, mình phải qua đèo rồi mình chạy lúc nào thấy mệt mệt thì nghỉ, còn không là mình cứ chạy miết rồi. Mình thích chạy tối hơn là ban ngày nhé. Ban ngày đi nó bụi bậm rồi xe pháo nó khó, nhưng chạy tối nó thoải mái lắm. Có khi là sẽ đến Quảng Ngãi cũng không chừng. Bây giờ tối rồi nhưng mình vẫn qua đèo Cù Mông nhá. Hiện bây giờ khoảng 7 giờ tối. Cứ qua đèo Cù Mông đã rồi tính sau. Đèo Cù Mông giờ này rất là vắng vẻ nhá. Đây nhá, khu này thì có người ở này. Coi trời hôm nay cũng đã tối rồi và video cũng đã dài, thì mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Những bạn nào chưa đăng ký kênh, nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn và chuyến đi được hoàn hảo hơn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ đừng quên cho mình xin một like. Thank you.